Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Grow nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giao lưu một số phôi cò kỳ, quái và bạch xương liễu nha các bác. Trước mắt các bác là một cặp cò kỳ nha, quái nha, collect nghệ thuật đó. Cái đó em giao lưu nguyên một cặp nha, không giao lưu lý nha. Dòng cò kỳ thì nó cho bông nó rất đẹp các bác, bông chùm vàng vàng, trái nó thì ăn được. Bánh ông thục trái cũng chọc chầm ngon, ăn rất là ngon đó. Trong này thì có một số anh em đã chơi bonsai rồi nha, cặp này collect quá nghệ thuật luôn các bác đó. Cái đầu tiên đây, bác thấy collect không? Đây là đường thân collect từ mẹ thiên nhiên ban tặng này đó. Người chúng ta không thể làm như thế này được đó, các bác thấy chưa, quá nghệ thuật luôn. Em tiến hành đo thông số coi. Thứ nhất nha, lô số 1 cặp cò cưa, tổng quanh đơn vị trí đó là 7 nha các bác, 7 cao là 45, quanh 7 cao 45. Em qua đo cái đây, con này chắc hoành cũng tầm nha đấy. Tiếp tục coi số 2 của lô 1, hoành 8 cao 40, collect dạ sao vậy? Hả? Mới là mới vàng. Cho là cho theo cái không ở bác đường thân collect quá nghệ thuật nha. Ê, nhưng kệ em nhớ rồi, em đã ướt xong rồi kệ em, tốc độ chậm nữa nè. Có gì gọi có gì ở đây có kia còn kia thì chả dẫn nữa, không biết có kia với ông thục nữa không xem theo. Rồi kẹp có kia đây, em xin giao lưu các bác là 300k bao ship nha, 300k bao ship cặp cò kia chân dài tới háng luôn. Giống cái em easy, giống cái em cò kia thế nè, kia với ông thục. Rồi em xuống lô thứ nhất nha, rồi tiếp tục em lên coi số 2 nha, một cây bạch xương liễu chân dài hàng mini nha, không chân dính, chân dính mà chân quái nha. Đó các bác thấy chưa, dáng thế quá hay luôn. Các bác nào chưa biết bạch xương liễu thì các bác có thể tra thông tin nó trên YouTube nha. Bông nó thì rất đẹp, bông chùm trắng. Nó ra bông mà lạc lá hết rồi, nó trắng hết coi, nhìn rất là đẹp phê các bác. Đó. Bạch xương liễu nha. Dáng quái. Quá nghệ thuật. Quanh 10 nha các bác, quanh 10. Cao 30, quanh 10 cao 30. Rồi cây bạch xương liễu số 2 đây, em xin báo giá là 150k nha. Bác nào mua từ 2 coi trở lên em sẽ bao ship nha. Đó, 150k chưa bao gồm phí ship nha. Rồi em xuống coi số 2 nha. Giao lưu nhanh luôn, xả hàng trong Tết luôn. Rồi tiếp tục em lên coi số 3 nha. Coi bạch bạch xương liễu. Đi cắt tóc chứ. Không cái làm cánh không ạ? À? Cánh không. Tết nghỉ. Chờ Tết được chơi chúng bạn. Tóc rồi. Cạo kiếu rồi cho anh em mới chơi Tết chứ. Khổ lắm em ơi. Tết cũng được nghỉ Tết mình. Chứ đứng nào cũng chỗ cái tóc. Không biết chỗ búa trời tình mưa gió gì hết. Vì dây leo không em. Đúng không? Con này cũng có đường thân hơi collect nha các bác. Nghệ thuật nha. Giống y như kệ em vậy rồi. Đúng kệ em. Rồi, đường thân này collect này. Bạch xương liễu nha. Đắp đây
cắt rễ đâu hết ổng. Cắt bỏ đi lấy chứ. Tổng của anh là 13 nha các bác. Keo là 40, hoành 13 keo 40. Tàu phôi này em báo giá là 150k nha. 150k, mỗi bạch xương liễu số 3 nha. Rồi em xuống phôi số 3 nha. Rồi tiếp tục em lên coi số 4 nha. Số 4 không kịp. Coi số 4 một coi bạch xương liễu luôn nha. Coi này đường thân rất là to, siêu to khổng lồ luôn. Lồng lé tầm lum luôn. Anh Dương kìa em luôn. Đúng rồi kìa em. Rất là nhiều. Anh nói là đem phần đến nó còn sống luôn, không bao giờ chết được. Trùm rễ luôn không kìa. Cừ nữa nhé. Cừ gì kìa em, đang buồn nó cừ. Đói các em luôn, các em cười cho em. Rồi, tổng quanh ngang vị trí đó là 20 nha các bác. Đoạn ngang đây này, chiếu đó là to hơn. Cao 45. Quanh 20, cao 45. Rồi, con này em xin báo giá là 200k nha. 200k, quay bạch xương liễu số 4 nha. Rồi, xuống quay bạch xương liễu nha. Rồi, tiếp tục em lên coi số 5 nha. Coi cuối cùng rồi clip hôm nay một coi bạch xương liễu luôn. Con này giống quái. Hai chân chẳng hán ở như kệ em luôn. Chẳng hán chẳng hán. Có lách quá người thục. Lồng lé rau riều đầy đủ luôn. Nếu mà tìm hàng chân quái là rất là khó, nguy hiểm nha các bạn. Má con bò. Sống mà đi cái le. Ê, kệ em thế nào. Dòng này là rất dễ sống nha các bác. Rễ con rồi kém nó bắn ra còn gì được. Chỗ nào nó bắn rễ không được hết đó. Rễ rất nhiều. Điểm phần đếch nó còn sống. Không làm sao chết nó được. Quái, quái thú. Tổng quanh những vị trí đó là 17 nha. 17, quanh cũng to. Cao là 45. Quanh 17 cao 45. Gì ốc anh? Cái coi gì mà cái thằng nó đục hết rồi xung quanh à, cái bình lên. Đục à? Đục gì nó mục chứ ai đục em? Nó mục hả? Quanh 17 cây 45. Ừ. Nó mục trên núi nó lúa chứ ai đục. Mà đẹp chứ. Ừ, nó mục tự nhiên không đẹp chứ mà đục thôi thôi giống 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 ai. Hai tay thôi. Mà làm gì em ơi? Mọi nha. Cũng hàng nó ra vô đó không mua rêu. Mua rêu nữa. Mới vừa nó côn kìa. Rồi coi cuối cùng trong clip hôm nay em xin báo giá là 250k nha. 250k cho một cái bạch xương liễu số 5. Bọt trống bỏ. Rồi 250k nha cho một cái bạch xương liễu cuối cùng trong clip hôm nay coi số 5. Hàng đáng siêu tầm các bác. Quái. Giá rỉ bất ngờ luôn. Rồi các bác nào cứ chốt hay coi trở lên là em sẽ bao ship nha. Coi thì các bác tự chịu tiền ship tầm vài chục ngàn đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp các bác trong video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những cập nhật những video mới nhất của bên em nha. Đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây.